Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Ngài ban cho chúng con sức khỏe, sự tự do và điều kiện đủ đầy để chúng con được thờ phượng Cha. Hallelujah, cảm tạ ơn Chúa. Ngài chính là câu trả lời cho mỗi nan giải trong cuộc đời của chúng con. Ngài không những giúp cho chúng con, Ngài không những giải cứu chúng con, nhưng Ngài còn ban cho chúng con có lời sự sống. Đó là lời mà trời đất có thể qua đi, nhưng lời Chúa không bao giờ qua đi. Con cầu nguyện xin Đức Thánh Linh là tác giả của lời sự sống, xin Ngài phán với mỗi chúng con. Chúa che khuất tất cả những gì của con người, chính mình Cha hiện diện với chúng con trong giờ phút này, để lời đó sẽ vẽ trách sự trị dạy chúng con trong con đường ngay thẳng, công chính, đẹp lòng Chúa. Chúa cắt bì môn miệng tấm lòng của con, quý ông bà anh chị em, để lời sự sống của Chúa đem với chúng con. Chúng con tạ ơn Cha và thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà đại phú lừng danh là Warren Buffett, ông đã làm 6 điều rất là quan trọng, và đối với ông đó là 6 điều và cũng là 6 cái bí quyết giúp cho ông có thể thành công. Đối với ông, điều thứ nhất đó là ông làm điều mình thích nhất. Điều thứ hai đó là ông tìm hạnh phúc trong những cái niềm vui rất là giản dị. Điều thứ ba đó là ông sống rất là giản dị, dù là một người tỷ phú của những tỷ phú. Điều thứ tư, ông không những sống giản dị nhưng mà ông suy nghĩ rất là giản dị. Và điều thứ năm đó là ông nói là trong đời phải có một người thầy giỏi. Và điều thứ sáu, rất là giàu, gọi là multi-billionaire, nhưng mà ông nói rằng ông luôn ý thức rằng tiền bạc không phải là mục đích cuối cùng của cuộc đời. Ông Warren Buffett là một người đàn ông đứng thứ tư trên thế giới về giàu có, và tổng tài sản của ông hiện tại là 63.2 tỷ. Quý vị thấy khủng khiếp không? Ông là người đứng thứ tư trên cái top list the richest people in the world, và cái tài sản của ông là tổng trị giá là 63.2 tỷ, đưa mình đến các chỗ lẽ đó là xây nhà thờ là hết ý luôn đó. Rất thành đạt, rất thành công, rất giàu có. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, nhà đại phú Warren luôn ý thức cách sâu sắc về sự mong manh giữa cái hư và cái nên, cái xấu và cái tốt. Và ông rất là giàu và ông rất cẩn thận, cho nên ông không bao giờ có mặt tại những chỗ ăn chơi đình đám để khoe trương. Ông rất là cẩn thận trong việc giữ cái nhân thân của mình. Và một trong những câu nói bất hủ của ông nói như thế này quý vị: took 20 years to build up a reputation, but only 5 minutes to destroy. Tức là mất 20 năm để có thể xây dựng một cái danh tiếng, nhưng chỉ cần 5 phút thôi có thể phá hủy tất cả. Ông ý thức được như vậy, cho nên rất giàu, rất giỏi, rất nổi tiếng, nhưng không bao giờ ông đến những cái nơi ăn chơi đình đám để khoe trương. Warren là một người giàu có, ông biết phân biệt cái ranh giới mong manh giữa hư và nên, tốt và xấu. Vì vậy ông không bao giờ gia nhập vào những cái chuyện không có gây dựng, những cái chuyện có thể ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Còn chúng ta thì sao? Còn tôi và quý ông bà anh chị em thì sao? Tuần rồi chúng ta đã học qua cái tiểu đề thứ tư, đó là điều cần làm. Warren rất ý thức được cái điều quan trọng ông cần làm đó là gì. Và tôi thiết nghĩ rằng mỗi chúng ta cũng cần phải có ý thức điều chúng ta cần làm đó là gì. Và chúng ta đã học qua điều cần làm phần 1 và 4 chữ điều mà chúng ta đã học qua. Quý vị có nhớ không? Điều thứ nhất là điều cần dạy tỏ. Điều thứ hai là điều cần nuôi dưỡng. Và điều thứ ba đó là điều gì? Điều cần bỏ. Và điều thứ tư đó là điều cần tập tành. Hôm nay chúng ta sẽ học thêm 5 chữ điều nữa. Chữ điều thứ 5
quý ông bà anh chị em cùng suy gẫm với tôi buổi sáng hôm nay, đó là điều cần làm gương. Điều cần làm gương rất là dễ nhớ, being a good example. Kinh Thánh dạy ở trong câu 11 và câu 12, kia là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, cho để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Điều mỗi chúng ta, người lãnh đạo hội thánh, thầy tế lễ gia đình cần phải làm gương, đó là những điều nè. Thứ nhất, trong hai câu kinh văn này, đặc biệt là câu thứ 12, thì nhắc nhở tôi và quý ông bà anh chị em, chúng ta phải làm gương qua lời nói. Chà, lời nói mà cỡ đó thì thôi, chỉ có toi mạng thôi, thấy không? Mà số phận mình là khổ lắm. Phải vậy không? Lời Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em, chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói mà làm gương cho các tín đồ. Lời nói phải như thế nào nè? Lời nói đổi máu phải không? Hay là lời nói gói vàng? Lời nói siết cạnh muôn đời dễ quên không? Khó quên. Hay là lời thanh, ý thanh, thanh thanh cả đời không phải. Là người lãnh đạo hội thánh gia đình, đôi khi không những nói thanh mà phải nói thẳng và nói ngay. Tôi xin nhắc lại, là người lãnh đạo hội thánh, là thầy tế lễ gia đình, đôi khi không chỉ nói thanh, nói nhã đó, nhưng mà phải nói ngay, nói thẳng. Tại sao? Bởi vì lời ngay, nói thẳng, mọi tật, mọi bệnh đều lành. Và cao hơn thế nữa, lời Chúa dạy cho chúng ta như thế nào quý ông bà anh chị em? Phải lấy lòng yêu thương mà nói ra lẽ chân thật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta còn phải không những là nói ngay nói thẳng, mà phải nói trong cái tình yêu thương. Cho nên đằng sau những câu nói thẳng, nói ngay, nó xuất phát từ cái động cơ gì mới là quan trọng. Mới là quan trọng. Có động cơ yêu thương thì mới có thể chinh phục được lòng người, và mới có thể khuất phục được nhân tâm. Câu hỏi đặt ra đó là, câu nói thẳng của tôi, của quý ông bà anh chị em, có xuất phát từ cái động cơ yêu thương hay là không? Có như vậy không? Nếu chúng ta nói thẳng, nói ngay mà không xuất phát từ cái động cơ yêu thương, mà bằng một cái động cơ gì không đúng, quý ông bà anh chị em, nó rất là tai hại. Bà Margaret Thatcher là người, là cựu thủ tướng của nước Anh. Bà có một câu nói bất hủ đi vào lịch sử của nước Anh. Cái câu nói như thế này: watch your thoughts for they become words. Watch your words for they became action. Watch your action for they become habit. Watch your habit for they become your character. And watch your character for become your destiny. Và cuối cùng đó là what we think and what we become. Tức là hãy coi chừng tư tưởng vì sẽ thành lời nói. Hãy coi chừng lời nói vì sẽ thành hành động. Hãy coi chừng hành động vì sẽ thành thói quen. Hãy coi chừng thói quen vì sẽ trở thành một cái tư cách. Và hãy coi chừng cái tư cách vì sẽ trở thành định mệnh. Hãy coi chừng những gì chúng ta đang suy nghĩ, vì nó có thể khiến cho chúng ta trở nên giống như điều chúng ta nghĩ, chúng ta suy. Và đó là câu nói bất hủ của cựu thủ tướng nước Anh là bà Margaret Thatcher. Cho dù quý ông bà, anh chị em nói với động cơ gì, yêu thương hay là ác ý, thì đừng bao giờ cho rằng lời nói do bài. Dù quý vị nói trong cái tinh thần nào, bằng động cơ yêu thương hay là ác ý, thì đừng bao giờ nghĩ rằng lời nói của mình là do bài. Tất cả chúng ta sẽ bị phán xét, không những bởi vì niềm tin của chúng ta, không những bởi vì chúng ta là, mà bởi những gì chúng ta
chúng ta nói ra. Quý vị có tin như vậy không? Chính Chúa Kitô Giêsu tuyên phán với chúng ta như thế này: vả ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xứng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị thưởng phải không? Cho nên quý ông bà anh chị em ơi, lời nói của quý ông bà anh chị em có gây dựng không? Lời nói của tôi có đem đến ích lợi cho người khác hay không? Hãy làm gương trong lời nói của mình. Be good example in your words. Và còn gì nữa, sứ đồ Phaolô nói là phải làm gương trong nét làm, in conversation. Câu thứ 12 ghi: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nét làm mà làm gương cho các tín đồ. Câu kinh văn này có ý gì? Hãy lấy tri thức ra làm gương phải không? Hãy lấy nhà đồ xe hơi ra làm gương phải không? No, hãy lấy nét làm mà làm gương. Người ta trọng nhau không phải vì số tiền mình có. Người ta quý mến, kiêng nể không phải vì cái bộ đồ sang trọng giống như tôi vậy ha. Nhưng mà bởi vì người ta quý, người ta trọng mình bởi vì cái tư cách của mình, cái nết na thù chánh của mình mới có thể khiến cho người khác kiêng nể và trọng quý. Ông bà mình có câu sao? Cái nết đánh chết cái đẹp. Mà khổ nổi thì tối ngày cứ khoe cái đẹp không, mà không khoe cái nết mới chết đi nha. Là người lãnh đạo hội thánh, là người chủ gia đình, chúng ta phải làm gương trong cái nết làm, in conversation, tức là trong cái lối hành xử của chúng ta. Và điều đó nó để một cái dấu ấn rất khó phai trong mỗi một người mà đi qua trong cuộc đời của chúng ta. Rồi làm gương cái gì nữa quý ông bà anh chị em? Người lãnh đạo hội thánh, người lãnh đạo chủ gia đình thành tế lễ phải làm gương trong sự yêu thương, in charity. Kinh Thánh ghi cũng trong câu thứ 12: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói nết làm sự yêu thương mà làm gương cho các tín đồ. Không dừng tại đó, đức bác ái yêu thương phải là chuẩn mực trong sự làm gương của người lãnh đạo hội thánh cũng như thầy tế lễ nơi gia đình. Một nhà xã hội học đã nhận định rất là sâu sắc như thế này: lời nói không dao mà khiến lòng đầu nhói, lời nói không khói mà khiến mắt ta cay cay, yêu thương là chi không vị không mùi, đất trời đảo điên điên đảo mà ta vẫn nhớ hoài. Vâng, đúng vậy, mọi thứ đều có thể trao đảo và qua đi, nhưng chỉ có một điều duy nhất vĩnh tồn với thời gian, đó là tình yêu thương quyền bạc. Không có tình yêu thương thì sứ đồ Phaolô nói là giống như là chập choạ, giống như trống mà kêu thiệt là to, mà bên trong sao trong lòng mà. Có rất nhiều người đi qua trong cuộc đời, người ta không nhớ bởi vì kiến thức của chúng ta bự, người ta không nhớ bởi vì cái bộ đồ chúng ta mặc, nhưng người ta sẽ nhớ và không bao giờ quên bởi vì do loving action. Người ta nhớ bởi vì cái hành động yêu thương của mỗi một chúng ta. Cái đó mới là cái quan trọng. Người ta nghĩ về mình bằng điều gì? Người ta nghĩ về mình bằng điều gì? Người ta nhớ đến mình bằng cái điều gì? Quý bạn chị em, nếu không có điều động lại trong cuộc đời này sâu sắc hơn, đó là tình yêu thương. Tháng 9, cuối tháng 9, hội thánh chúng ta sẽ có short mission trip. Chúng ta sẽ đến với những con người cùi lờ, những đứa trẻ không cha không mẹ. Tôi khích lệ quý bạn chị hãy cầu nguyện để khi chúng ta đến với họ, đừng sợ bị lay,
tôi sẽ can đáng hết cho cái việc đó. Quý vị đừng có đụng tới, chỉ cần có một gói quà yêu thương, một tấm lòng đi. Việc băng bó chăm sóc họ, có người lo, khích lệ nhau để chúng ta chứng kiến tận mắt, để rồi chúng ta thấy những gì chúng ta có quá sức là đủ đầy. Tay chúng ta vẫn còn nguyên mười ngón, chân chúng ta vẫn còn có thể đi được, nhưng đâu đó rải rác trong cuộc sống có nhiều người tay không còn, thậm chí có miệng có mũi nhưng mà không còn cảm giác gì hết cả. Chứng với một cùi nó đã làm tê liệt tất cả các phiêu linh. Họ có thể đưa bàn tay vào trong lửa mà không hề có cảm giác gì. Nhưng mà quý ông bà, về tình yêu của quý vị có thể làm rung động lòng của họ. Có thể nó tê bên ngoài nhưng mà trái tim không có tê. Và chỉ có tình yêu mà có thể làm cho những con người đó được phật thực lệ. Cầu xin Chúa cho chúng ta học lời của Chúa, chúng ta sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình. Người ta nhớ tôi, nhớ quý ông bà, chị em không bởi vì số tiền chúng ta có, nhưng mà vì nhớ chúng ta có những hành động bác ái của quảng đại. Đó chính là lý do sứ đồ Phaolô nói rằng nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Tại sao thì quý ông bà, chị em? Tại sao? Bởi vì love never fails. Tình yêu chẳng bao giờ hư mất bao giờ. Cho nên chúng ta hãy cùng khích dạ lệ nhau, làm gương trong đời sống yêu thương. Rồi gì nữa quý ông bà anh chị em? Làm gương trong đời sống đức tin, in faith. Sứ đồ Phaolô nói mà làm gương như thế nào? Nên làm sự yêu thương đức tin mà làm gương cho các tín đồ. Đức tin không chỉ thể hiện nơi nhà thờ, nhưng tại nơi nhà riêng là được bày tỏ cụ thể nhất đó quý ông bà anh chị em. Muốn con cái của chúng ta có đời sống đức tin thì con cái của chúng ta sẽ thấy cái đời sống đức tin của chúng ta rất là rõ ràng. Vì vậy không có nơi nào tốt nhất, thể hiện cụ thể nhất, đó là nơi nhà riêng. Từ nơi đó có thể bung ra ở khắp mọi chỗ, mọi nơi. Và cầu xin Chúa cho chúng ta hãy sống đức tin của mình nơi nhà riêng. Có nhiều người nơi công chúng thì thôi rất là thiêng liêng, nhưng mà về nhà thì đúng là nguyên hình à. Nguyên hình à. Nguyên hình đó là quý vị biết rồi. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, chúng ta không phải là thầy Pharisee, nhưng chúng ta là những con cái thật truly children of God. Chúng ta phải phản ảnh vẻ đẹp của Chúa không những tại nơi đây, nhưng mà tại nơi nhà riêng, tại nơi sở làm, tại nơi học đường, nơi mà chúng ta đi, nơi mà chúng ta đến, người khác thấy Chúa và chúng ta. Chúng ta không những làm gương trong đời sống đức tin, nhưng làm gương trong đời sống tinh sạch, in purity. Câu thứ 12: chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lên lời nói nên làm sự yêu thương đức tin và làm gương cho các tín đồ. Tức là cái đời sống tinh sạch làm gương cho các tín đồ. Người lãnh đạo không phải người lãnh đạo phải có một mối quan hệ tinh sạch trong đời sống hàng ngày và giữ cho cái tâm trí, tấm lòng tinh sạch. Nếu người lãnh đạo để cho tâm trí này, tấm lòng này không tinh sạch thì quý ông bà anh chị em hết sức là tai hại. Nó sẽ sản sinh ra những cái hết sức là tai hại. Vì vậy quý ông bà anh chị em ơi, đó chính là lý do tác giả châm ngôn nói như thế nào: hãy giữ cẩn thận, giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự xét ra, nguồn sự chết ra từ đó, phải không? Vì các nguồn sự sống ra từ đó. Cho nên quý ông bà anh chị em hãy cẩn thận giữ tấm lòng của chúng ta, bởi vì các nguồn sự sống nó ra từ đó. Cầu xin Chúa cho chúng ta, những người lãnh đạo hội thánh, những người lãnh đạo nhóm nhỏ, những người trưởng các ban ngành, những thầy tế lễ gia đình, chúng ta hãy giữ tấm lòng của chúng ta. Đó là chữ điều thứ 5. Chữ điều thứ 6 mà mỗi người chúng ta cần phải có, đó là điều cần trung tín, faithfulness in teaching. Ở trong câu thứ 13 Kinh Thánh ghi:
Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Sự khuyên bảo mà sứ đồ Phaolô nói ở đây nghĩa đen có nghĩa là sự khích lệ và gợi ý việc ứng dụng lời Chúa vào trong đời sống tín hữu. Và mục sư có nhiệm vụ là đọc lời Đức Chúa Trời, giải nghĩa lời ấy, áp dụng lời ấy. Chưa đủ, người hầu việc Chúa, người lãnh đạo phải trung tín dạy đạo lý, dạy lời của Chúa cho con dân của Ngài. Và quý ông bà anh chị em ơi, hội thánh nào có nhiều lớp học kinh thánh mở ra thì có, hội thánh nào có nhiều học viên tham gia dự thì chắc chắn hội thánh đó sẽ không thiếu người phục vụ và hội thánh đó sẽ tăng trưởng. Tiến sĩ Martin Luther có một câu nói rất là ý nghĩa, ông nói như thế này: When soon flourish, all flourishes. Câu kinh văn, câu nói này có nghĩa như thế nào? Có nghĩa như thế này quý ông bà: khi trường học phát triển thì mọi thứ đều phát triển. When soon flourish, all flourishes. Điều này cho chúng ta thấy tầm quan trọng của giáo dục và học đường. Chính vì vậy, ông Benjamin Franklin là một người, một trong những người thành lập nước Mỹ, và ông là một chính trị gia và đồng thời cũng là một khoa học gia, một triết học và một nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ. Ông nói như thế này quý ông bà anh chị em: đầu tư vào tri thức sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất. Đầu tư vào tri thức sẽ đem lại lợi nhuận cao nhất. Cho nên quý ông bà anh chị em là người hầu việc Chúa phải trung tín đào bới lời của Đức Chúa Trời, phải khao khát tìm tòi nghiên cứu thâm sâu lời của Chúa. Và người lãnh đạo gia đình cũng phải, cha mẹ để dạy con cái của mình biết lời Chúa thì cha mẹ phải học lời Chúa, phải am tường lời Chúa thì mới có thể dạy cho con em của chúng ta. Các giáo viên trường du nhật cũng phải, nếu không học lời Chúa thì không thể nào tô phết những bức tranh đẹp cho con em của chúng ta được. Thành thử, nhất là người hầu việc Chúa, điều vấn đề trung tín đó là trung tín trong việc đào bới nghiên cứu lời Chúa, cũng như khả năng dạy dỗ là một trong những điều mà người hầu việc Chúa cần phải có. Và có người đã nói thật đúng, đó là có khả năng dạy dỗ hàm ý là có khả năng học hỏi. Người dạy giỏi là người học giỏi, quý ông bà anh chị em. Không chịu học thì làm gì có ý để mà dạy được. Cho nên quý ông bà anh chị em, một người hầu việc Chúa, một tín hữu trong hầu thánh đang tăng trưởng phải là một người biết nghiên cứu lời của Đức Chúa Trời. Và trước khi dạy dỗ người khác thì người ấy phải được dạy dỗ. Và sự tấn tới thuộc linh của người ấy là một tấm gương cho bầy chiên, tấm gương cho những người khác, và một sự khích lệ rất lớn cho con em của Chúa. Cho nên là người hầu việc Chúa phải trung tín trong sự dạy dỗ, và trở nên người trung tín trong sự dạy dỗ thì phải là người trung tín trong sự tìm tòi, trong sự nghiên cứu, trong sự học hỏi. Và chữ điều thứ bảy đối với người hầu việc Chúa và đối với con dân của Chúa đó là điều cần trao dồi, not neglect God gift, tức là điều cần trao dồi. Và lời Chúa ghi trong câu thứ 14 Kinh Thánh ghi: đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con là ơn bởi tiên tri, nhận bởi trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Trong những năm gần đây thì quý ông bà anh chị em thấy có rất nhiều người chạy đua đòi theo những cái trào lưu của ân tứ, của tiếng lạ, của phép lạ đủ thứ ấy. Và trong tiếng Anh thì dùng cái từ đó là charisma, tức là nói về ân tứ, và có nghĩa là một cái sự ban cho đầy trọn ân điển của Đức Chúa Trời. Sự ban cho của Đức Thánh Linh và các ân tứ từ Thánh Linh là đều bởi Đức Chúa Trời ban cho. Mà có nhiều người cứ chạy theo các ân tứ nhưng mà không có đeo bám đấng trao ban ân tứ. Quý vị chạy theo ân tứ hay là chạy theo đấng ban cho ân tứ? Nếu chạy theo ân tứ thì chỉ là muôn đời, chỉ là chạy theo mà thôi. Nhưng chúng ta chạy đến với đấng là nguồn của mọi ân tứ, chúng ta sẽ có tất cả. Đừng bao giờ chạy theo cái bóng, nhưng mà hãy nắm lấy cái gốc, cái nguồn cội, để chúng ta có thể nhận được ơn của Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy một trong những lý do nào đó
mục sư trẻ Timôthê đã sao lãng trong việc trao dồi các ân ban của Đức Chúa Trời. Và đó chính là lý do sứ đồ Phaolô khuyên mục sư Timôthê. Ở trong Timôthê nhì đoạn 1 câu thứ 6, ông khuyên Timôthê như thế này: hãy nghiêng lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho mà con đã nhận lãnh bởi sự đặt tay của ta. Hãy nghiêng lại ơn của Đức Chúa Trời. Và ở trong câu thứ trong Timôthê câu thứ vừa là hồi nãy chúng ta đã đọc qua đó quý ông bà anh chị em, đó là câu thứ 14: hãy trao dồi các ân ban của Đức Chúa Trời. Câu hỏi đặt ra đó là: quý ông bà anh chị em và tôi đang trao dồi cái gì? Chúng ta đang trao dồi cái gì? Và chúng ta cần nghiêng lại cái điều gì trong đời sống của chúng ta? Có nhiều người khi cái cuộc nói chuyện, cuộc cãi lộn đã lắng xuống á, thì người đó xuất hiện là nó nghiêng lại liền. Chỉ một câu nói của một người là có thể nghiêng lại cái tàn dư của sự tranh cãi liền. Đó không phải là cái từ, cái ý mà sứ đồ Phaolô muốn nói. Ông nói là chúng ta nghiêng lại ơn của Đức Chúa Trời, chứ không phải nghiêng lại những cái trận lô đình, không phải nghiêng lại những cái chuyện không gây dựng. Có nhiều người đến hồi nói là con là nói bao chuyện gì đâu không à, nhưng mà cầu xin Chúa cho chúng ta nghiêng lại các ơn ban, nhớ lại trong quá khứ Chúa đã ban cho chúng ta cái gì, Chúa trao dồi cho chúng ta cái gì. Hãy nghiêng lại làm sống lại, nhờ cậy Chúa để phát triển các ơn ban mà Chúa đã cho. Và cũng có rất nhiều người được Chúa trao ban rất nhiều ơn tứ nhưng mà cũng chẳng chịu sử dụng. Thì lời của Chúa khích lệ cho chúng ta là hãy trao dồi các ơn mà Đức Chúa Trời đã ban cho, để chúng ta có thể sử dụng ơn ban đó là vinh hiển danh Chúa và gây dựng công việc nhà Chúa. Quý vị biết rằng ở Tây Phi có một cái nước Cộng hòa Ghana, và tại nước Ghana này thì có một cái dân thiểu số, có khoảng cái dân Ghana thì có khoảng 24 triệu người, thì trong đó có 100 nhóm các sắc tộc khác nhau. Và trong số đó thì có một cái sắc tộc rất là lạ, đó là Esati, và nằm ở phía nam của đất nước Ghana, và dân số của bộ tộc này chỉ có 1,5 triệu người thôi. Nhưng mà quý vị biết hiện nay người Esati vẫn duy trì cái chế độ mẫu hệ, tức là người nữ, người mẹ là làm chủ gia đình, lãnh đạo, điều khiển hết, mấy ông là xếp rê hết rồi. Ngược lại thì mấy ông có bao nhiêu vợ cũng được. Cái này chắc mấy ông Việt Nam thích. Phụ nữ làm chủ gia đình, cũng như là điều khiển hết, nhưng mà ngược lại cho mấy ông chồng có mấy vợ cũng được hết. Nhưng mà có một điều rất là trái ngược, quý ông bà, chị em, nó đang diễn ra hiện tại này, chứ không phải là nhiều năm trước đâu. Người dân Esati là mặc dù họ có một cái chế độ rất là kỳ quặc, đến bây giờ mà vẫn giữ người vợ là điều khiển hết mọi sự, nhưng mà họ có một cái phong tục rất là lạ, quý ông bà, chị em. Đó là đối với họ, người nữ là họ đeo hàng ký vàng ở trên người, và đeo vàng càng nhiều thì càng được người khác công nhận và được người khác trọng vọng, cho nên họ không bao giờ bán vàng, chỉ có mua vàng và đeo đầy người mà thôi, và không bao giờ xài vàng, tức là bán để đổ ra tiền hay lương thực. Và đến nỗi quý ông bà chị em, họ chết vì đói mà trong khi đó cả người đeo đầy vàng. Quý vị có thể thấy đối với họ là như vậy, vàng phải đã không? Không những như vậy mà họ còn chạm khắc vào trong mặt vàng chai luôn. Nhưng mà một điều hết sức là lạ, đó là ngày nay thế giới phải viện trợ để cứu đói họ, vì không viện trợ họ sẽ chết đói, mà trong khi người ở thì đeo đầy vàng. Khi đọc cái câu chuyện nói về traveling, tức là nói về du lịch, tôi liên tưởng đến đời sống của nhiều người Cơ Đốc nhân đang sống quê quạt, đang sống khập khiễng, trong khi đó có rất nhiều ơn ban của Chúa nhưng không lấy ra sử dụng. Vùi dập đâu đó, che giấu đâu đó, và chẳng bao giờ lấy các ân ban của Chúa để trao dồi, để phát huy. Và đó là hình ảnh của rất nhiều người con cái Chúa ngày hôm nay.
cầu xin Chúa cho chúng ta. Ơn ban của Chúa của tôi là gì? Của quý ông bà anh chị em là gì? Hãy lấy ra sử dụng, trao dồi để phát huy, để mở mang vương quốc của Chúa. Chữ điều thứ 8, người lãnh đạo, người chủ gia đình cần làm, đó là điều cần chuyên tâm, meditation. Trong bản tiếng Việt thì là điều cần chuyên tâm, nhưng mà nguyên văn có nghĩa là meditation, tức là suy gẫm. Câu kinh văn ghi như thế này: hãy chăm sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tăng tới của con. Quý vị chú ý tôi cái từ tăng tới. Tăng tới là một cái thuật ngữ trong Hy Văn, và nó có nghĩa là xung phong tiến lên. Nó mô tả những cái binh sĩ đi đầu, các quan quân dẹp tất cả các trở ngại, dọn đường cho những binh sĩ khác tiến lên. Và đó là một mục sư tinh kính, đó là hình ảnh của một người lính Đức Chúa Trời, phải tăng trưởng trong thuộc linh, hầu có thể giúp cho những người khác có thể biết về Chúa và đi đầu tiên phong trong vấn đề thuộc linh, để hướng dẫn con cái Chúa đi theo. Không có mục sư nào có thể dẫn dắt tín hữu của mình đến nơi, đến cái đích điểm mà bản thân người đó chưa bao giờ đi. Không có một người thầy tế lễ gia đình nào mà dẫn con cái Chúa của mình, dẫn chính con đẻ của mình đến một cái đích mà mình chưa bao giờ đi. Và là người lãnh đạo, là người chủ gia đình, phải là người đi tiên phong, đi trước, nếm giờ chúng ta có thể hướng dẫn người khác. Và đây là cái điều mà sư đồ Phaolô muốn nói. Từ ngữ anh chị em cần chú ý đó là chuyên lo. Chuyên lo nguyên ý có nghĩa là meditation, tức là suy gẫm. Đời sống thuộc linh của người và chức vụ của người hầu việc Chúa phải là người chuyên tâm suy gẫm lời của Đức Chúa Trời, trao dồi lời của Đức Chúa Trời. Và quý ông bạn chị em ơi, nếu người hầu việc Chúa không có cái này thì coi như là bỏ đi. Mà có cái này rồi mà không chịu suy gẫm, không chịu đọc, không chịu nghiên cứu tìm tòi để lời này thấm đẫm trên cuộc đời của mình, thì quyên bàn vậy mà tất cả chỉ là con số zero, không ai cần kể. Tôi có thể nói như vậy. Cho nên là người hầu việc Chúa phải suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Nếu không có lời Chúa thì không thể nào giúp ích được cho ai hay cả. Vì vậy trước khi giúp ích cho người khác, người hầu việc Chúa chủ gia đình cần phải nuôi mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Phải chuyên lo meditation, suy gẫm ngày và đêm, để bồi đắp cho đời sống tâm linh của mình được flourish, được sung mãn, được abundant, để có thể giúp đỡ cho con dân của Chúa. Chữ điều cuối cùng đó là điều cần giữ, guard yourself. Ở trong câu thứ 16, hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con phải bền đổ trong mọi sự đó. Vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Quý vị thấy chưa nào? Thì con và kẻ nghe theo con sẽ được cứu. Hãy tra xét tấm lòng của chúng ta và suy gẫm nhờ kẻ Chúa. Coi thử tấm lòng của chúng ta đang được ánh sáng của lời Chúa. Hãy lưu ý là sứ đồ Phaolô đặt cái cụm từ là chính mình con trước cái sự dạy dỗ. Quý vị thấy không? Chính mình con trước cái sự dạy dỗ. Phaolô rao truyền cái lời cảnh cáo này cho các trưởng lão tại Ê-phê-sô trong cái bài giảng từ biệt đó. Sứ đồ Phaolô nói trong Công vụ đoạn 20:8 là: anh em hãy giữ lấy chính mình, guard yourself, keep yourself. Giữ mình như thế nào quý bà anh chị em? Giữ mình như thế nào nè? Giữ mình trên ba phương diện. Đó là guard your body and moral life, tức là hãy giữ cái đời sống thể lý và đời sống đạo đức của chúng ta. Nếu chúng ta giữ đời sống đạo đức, thân thể khỏe mạnh, tránh những cám dỗ, tránh những cái tham dục trần gian, thì người hầu việc Chúa sẽ rất là có ích cho công việc nhà của Đức Chúa Trời, và cá nhân người đó sẽ được phước. Nếu không giữ cái tiêu chuẩn moral life cao hơn mọi người thì quý ông bà anh chị em hết sức là nguy hiểm. Cho nên là người chủ gia đình, là người hầu việc Chúa phải đi đầu trong vấn đề này, phải giữ gìn cái body của chúng ta, giữ gìn cái moral life, cái đời sống đạo lý của chúng ta. Thứ hai,
Phương diện thứ hai đó là người hầu việc Chúa phải giữ mình trong đời sống spiritual life, tức là trong đời sống tâm linh, phải thờ phượng Chúa, phải tương giao với Chúa ngày và đêm. Lúc nào tâm trí của chúng ta phải đầy dậy trên mình Chúa. Quý vị đi làm, quý vị cũng có thể gần gũi với Chúa. Lái xe cũng có thể tương giao với Chúa. Nằm trên giường ngủ, trong giấc ngủ cũng có thể tương giao với Chúa. Giữ chúng ta purity in mind, in heart, in body. Đó là cái điều rất là quan trọng. Người hầu việc Chúa phải giam mình, phải giữ mình trong việc nghiên cứu, tìm tòi, giảng dạy lẽ thật của Chúa. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy sự sa ngã, đầy dậy những tệ nạn. Quý vị thấy không? Cái gì ngày hôm nay cũng lên đấy nha. Sữa cũng lên, đường cũng lên, vị tinh cũng lên, thậm chí nước mắm cũng lên nữa. Xăng thì nó lên ào ạt quý vị ha. Nhưng quý vị biết có gì đang xuống không? Cái moral life, cái đời sống đạo đức nó đang đi xuống đến tận cùng. Quý bạn chị mà, người ta bên ngoài đang nhìn vào hậu thánh, bởi vì người ta ao ước và thèm có những cái mỹ đức trong con dân của Đức Chúa Trời. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà chị em giữ mình với thế giới bên ngoài, bởi vì tội lỗi cám dỗ đầy dậy bên ngoài, và chúng ta giữ mình để chúng ta có thể đứng vững để kẻo ngã. Tóm lại sứ điệp hôm nay điều cần làm đó là những điều nào? Có điều thứ năm, đó là gì quý ông bà anh chị em? Điều cần làm, gương, làm gương trong lời nói, làm gương trong nét làm, làm gương trong sự yêu thương, làm gương trong đức tin, và làm gương trong đời sống tinh sạch. Chữ điều thứ sáu đó là điều cần trung tính. Chữ điều thứ bảy đó là điều cần trao dồi. Và chữ điều thứ tám, điều cần chuyên tâm. Và chữ điều cuối cùng đó là điều cần giữ. Cầu xin lời của Đức Chúa Trời trang bị cho chính mình tôi, cho quý cụ, quý ông bạn chị em, để chúng ta sống một cuộc đời làm vinh hiển danh Chúa. Để kết luận, tôi xin kể cho quý ông bà anh chị em một câu chuyện mà tôi đọc tôi thấy rất là cảm động. Quý vị biết là giáo sư mục sư Will Houston, ông là một đầy tớ Chúa rất là được đầy ơn, và ông được mời làm viện trưởng cho một cái đại chúng viện Mundi, và ông được một cái đài truyền hình rất lớn mời để làm độc thoại, đối thoại, để giúp đỡ cho những người suicide people, tức là những cái người mà có cái ý tưởng muốn tự tử, và mời ông để đặt trách nguyên một cái chương trình đó để tư vấn giúp đỡ cho những người tự tử, bỏ cái ý tự tử. Và quý ông bà anh chị em, ông đưa dẫn nhiều người từ chỗ chết đến sự sống qua cái chương trình tư vấn đó. Nhưng có nhiều người hoài nghi, họ nói rằng ông nói vậy đó nhưng mà chắc gì đời sống của ông như vậy. Ông chinh phục rất là nhiều người từ chỗ đứng trước bờ vực muốn tự tử, gia đình đổ nát, họ đi muốn tìm cái chết, và ông qua cái sự tư vấn của ông là họ có một cái đời sống tốt lành, thoát khỏi cái tự tử. Có những người hoài nghi là nghĩ rằng chắc ông dùng cái cách nào đó cho đời sống của ông đâu có được như giống như ông nói. Và quý vị, có một nhà hoài nghi không những tranh luận với ông ngay trong chương trình đó, mà đồng thời sau cái cuộc tranh luận đó, ông nói là tôi sẽ tìm đổi mọi cách để vạch trần con người thật của ông mục sư Will Houston. Và ông ta nói ngay trên đài, và ông không dừng tại đó quý vị. Khi về nhà riêng, ông mướn một thám tử tư rất là giỏi. Ông mục sư Will Houston đi đâu, thám tử đó bán viết theo, ghi chép, chụp hình, thậm chí quay video. Đúng 3 năm sau, ông thám tử đó ông gửi toàn bộ những cái report cho cái nhà hoài nghi này. Và một câu kết luận, một câu kết luận cuối cùng của nhà thám tử là những gì tôi ghi, những gì tôi thấy, những gì tôi đã báo cáo lại, không, nó không bằng những gì tôi thấy tận mắt. Tức là ông cũng tìm đủ mọi cách ghi lại tất cả những chi tiết, mà những gì mà ông thấy nó ghi lại cũng không có thể thoát hết cái ý.
Và tất cả những gì ông mục sư Will Houston nói thì nó chỉ phản ánh một chút thôi. Chỉ khi nào thấy tận mắt mới thấy ông nói và ông sống, ông làm thế nào. Và cuối cùng cái nhà hoàng nghi này, ông đem cả một cái report đó tới và ông nói rằng: ông mục sư Will Houston, bây giờ tôi thật sự tin. Và tôi không những tin, nhưng tôi muốn tin Đức Chúa Trời mà ông đang dạy nghe. Một điều kỳ diệu không dừng tại đó. Nhà hoàng nghi tin Chúa xong, đứa con gái ruột của ông cũng tin Chúa. Và chính cô là người ghi danh vào cái đài chuẩn bị Mundi dưới cái sự giảng dạy của mục sư Will Houston. Tôi muốn nói với quý bạn chị, chúng ta giảng, chúng ta dạy, chúng ta nói. Hãy cẩn thận. Không phải không có ai đó không để ý rằng sẽ có những người họ quan sát, họ nhìn lối sống của chúng ta, cách sống của chúng ta. Cầu xin Chúa cho chúng ta nói gì, hãy sống với những gì chúng ta đang nói. Xin chúng ta cùng đứng lên và hướng về Chúa.